quay 1080 này. Máy này quay 1080 đã lắm. Đó. Anh Đôn làm cái gì vậy? Cái nhà. Cái nhà chứ. Đi cào tuyết hết đi cái đã. Cào hết mấy cái ở sân này đi bao quay phim. Lý nào ơi. Ê chơi ba. Ra đây. Đan đang làm gì vậy? Đan. Con đang làm gì vậy? Từ 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 từ. Kéo cái mũ xuống. Cho xuống cái tai. Nghe chưa? Ừ, cho xuống cái tai thì nó mới đỡ lạnh. Hả? Mặt của con lạnh hả? Thì lạnh quá thì vô trong nhà chứ đâu có làm gì được. Mày cào chẳng ra gì hết. Lạnh đỏ hết cả má cả mặt này kìa. Lạnh hôm nay mấy độ nhỉ? Để ba check thử coi. 25. 30. Fisher 30. Đây này. 30 độ nè. Đó, 30 độ. Nếu mà tính độ C ấy, thì là trừ 1 độ này. Không, trừ 1 độ. Nếu tính độ C thì trừ 1 độ. Nó lạnh vô trong nhà hết rồi. Thôi à, video của kênh của tôi xin tạm dừng đây nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại video lượt tới. Ok, bye bye. Thank you for watching.